Chào anh em nhé. Rồi đó, anh em có hỏi là mình đang ắp khoan mà bây giờ mình muốn chuyển sang cạm nhỏ, và một số anh em thì còn có hơn tháng nữa thôi là hết mùa đó, cho nên là mình sẽ hướng dẫn anh em là coi mịn gốc là của mình còn nhiều á thì mình sẽ chuyển xuống mịn gốc. Mình cạo được khoảng 2 tháng nữa thì là hết năm rồi đó, nên là mình sẽ hướng dẫn. Đây là đám của anh, đây là anh Tuyền. Ở trước là anh khoan 3 năm rồi. Khoan thì cơ bản là nó sẽ bị nứt, nhưng mà nó chỉ bị nứt cái chỗ mình khoan thôi, còn trên thì tất cả là ổn định đều hết. Và anh ấy muốn chuyển sang mịn nhỏ đó. Đúng ra thì sang năm thì mình sẽ áp đục mịn nhỏ ở đây, nhưng mà mịn gốc của anh còn đó, thì anh ấy làm được hơn 2 tháng rồi, khoảng 2 tháng mấy, gần 3 tháng rồi. Thì đây là mịn nhỏ của anh đây. Này cạo cũng vẫn tính ra vẫn hơi dài, bởi vì cái này nó đến 8 phân rồi, 10 phân rồi. Nếu mà được thì anh cạo khoảng 7 phân thế này thì đẹp. Này cạo dài quá mà bề ngang cũng hơi ngang, nhưng mà cũng không sao, thì nó vẫn có đạt. Đây là hôm qua thì họ chút mất rồi, còn mủ tạp cũng chảy lại. Trên mình thì chút sẽ không có vết tông, để luôn cái chút xong đi thôi. Này cái vạch thì nó còn đây. Đây là cái túi của những năm đầu tiên đây, đây là túi áp khí PVC những năm đầu, giờ đen thui rồi, 3 năm vẫn còn. Còn khoan thì trên đây, đây là những cái năm khoan đầu tiên đây. Mối miếng rồi. Anh em tham khảo. Đây là áp mịn nhỏ. Anh em tham khảo. Rồi còn có vài tháng nữa thì mình sẽ cho bà con cạo luôn, không phải di chuyển bát. Chứ đúng ra là phải di chuyển sang bên đây, sang miệng mới, nhưng mà còn có hơn tháng nữa thôi thì để cạo luôn cho bà con. Giờ làm mì nhiều á, không làm mì với làm cà phê nhiều, không thời gian, nên là đây che tô thì trước che tô thôi, bây giờ thì không còn che nữa, mau mưa gió luôn. Còn nếu mà bà con nào muốn tiện hơn á thì mình sẽ dùng cái nắp chụp của công ty á, thì nó sẽ gọn hơn là cái này, nó không vướng, không bị gió thổi. Về bơm khí thì không ít thôi, nói chung là cạo rất là nhiều rồi, nhưng mà giờ vì khí nó chắc còn đây bơm khoảng 30-40. Cái đây là khoảng 40 là thủ yếu. Còn cỏ thì bạt ngàn. Chúc bà con làm thành công.